Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video ngày hôm nay thì trong video này thì giới thiệu với tất cả các bạn hai phô mai đảo Khánh Hòa. Đầu tiên là một cái phôi có giống như một bàn tay các bạn ha. Một phô mai sừng sững bàn tay bốn ngón. Cây này là bầu zin. Bầu zin. Bẻ phần trên nhìn rất là to các bạn. Rễ ha, cái phần rễ treo này các bạn về các bạn cắt lại nhìn cây nó gồm hơn, nhìn nó u nặng hơn. Hoành ngang cổ đế là nó 43 và chiều cao từ mặt bầu lên là nó 75. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 1.200.000 các bạn nha, 1.200.000. Phôi này nhìn rất là bẹ luôn, 1.200.000 các bạn nha. Cái này về mình cắt bớt một chi, còn lại ba chi, ba chốt. Rồi tiếp theo là đến với mã KM5 hoành 62. Hoành ngang đó là 62 các bạn nha. Và chiều cao của nó là 80. Chiều cao 80. Phôi này thì bầu yếu các bạn. Bầu một bên thôi. Rễ treo, rễ ở trên đó thì nó bị cháy nắng nha. Rễ này nó cháy nắng nè. À, nhưng mà còn một phần rễ thì còn phần bên dưới là ok ha. Mấy cái rễ đều đều rất là tốt. Không hư hao gì ha. Rễ đều rất là tốt nha. À. Phôi này nhìn khá hay các bạn. Bầu yếu tí nhưng mà không sao ha. Rễ đây thì sống khỏe. Cốt hai thân. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1.600.000 các bạn ơi. 1.600.000. Giá chỉ bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Các bạn nào thích thì liên hệ ha. 1.600. Hoành 62 và chiều cao là 80. 1.600.000. Rồi bạn nào thích thì liên hệ nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.